ở đây nè. Đúng rồi. Đây, đây, đó. Rồi. Thì hôm nay thì mình mới nghe nói là Hạo Tăng Cơ nó mới có một video chừng mấy 2000 view gì đó cũng được được ha. Con mua chè xe 2 gì đó nghe nói vậy. Nên mình làm cái video này tập hợp thấy không? Để chi để mình tập nát cái 2000 view của nó. Ok không? Rồi. Thì hộp này hộp mới, mới ra hôm nay luôn. Hôm nay cháy luôn. Chúng ta sẽ có nghe nói gì một con Big Lock anti xì beo gì đó, tôi không biết, một con sợi Illusion Monster gì đó, tôi không biết gì. Một hạt, nhưng mà quan trọng nhất là mình sẽ có thể có được Silent Magician các bạn không? Sao quan trọng là Silent Magician? Quan trọng hơn nữa là phải đập nát 2000 view của nó như chưa? Rồi. Ok, ta bắt đầu. Hầm hen. Thì như các bạn cũng biết thì cái quay đầu tiên của mỗi hộp OCG thì đều sẽ có cái token và phát đen, phát này sulfoil, không biết phôi gì thôi. Hy vọng là 25 ha, mình sẽ có. Rồi, chúng ta bắt đầu. Quay đầu tiên. Chúng ta có Ancient Gear, yeah. Sự bóng mới của Ancient Gear cũng khá là ổn. White Knight. Lâm chúng ta đây, chúng ta có Akitai Pendulum rất là bốn màu một con linh rất là đẹp nhưng mà phết. Và thường mà nếu như cái spell này mà nó đã mạnh á là tức là mà Akitai còn chưa xong á nó phết. 2.9 điểm 4. À một wow siêu đẹp các bạn, siêu đẹp. Vậy là mất số siêu đẹp rồi đó. Nhưng mà đây chính là một con có hiệu ứng phát gây cũng khá ổn. Hy vọng là Akitai nó sẽ mạnh. Chứ không thì nó sẽ khá. Thì con này sẽ tự nhiên busted. Đây con này có hiệu ứng là khi mà đối phương kích motor phát thì đối phương không được ném motor từ tay nữa. Thì nó hết lượt. Nhưng mà đợi tới đó thì ok. Cũng là nó đây. Là một Illusion nè. Đây Illusion Super của chúng ta là spell của Yubel. Cái field này cũng khá mạnh, các bạn có thể chơi DDD cũng được. Và cái gì nhỉ? Magista. Rồi nhưng quên icon Akitai của này rồi. Còn là Machine Gear nè. Đồ này luôn nè. Centurion. Con này cầm mon á cũng được. Trap của Dia Bell. Đây, cái trap này thổi Illusion nè. Đây, đây. Wow. Ritual. Vâng, chúng ta có Ritual cho Voiceless Voice. Tại sao tụi này là sinh ra, tụi này đã mạnh mà sinh ra cái con Rohai Deep 1 vậy? Tại sao vậy? Cái trap của... Trap của... tụi... Sarcophagus mới nè, Centurion và ok, đây con nước Tuner này mạnh nè, dự sẽ là khoảng 50-60 ngàn một con. Tại sao biết không? Tại vì nó sẽ đít một nước để sồ nó ra, nó Tuner là bộ 4 mạnh lắm. Ok, Goblin Rider. Tại sao bây giờ nó gọi là Robin Biker ta? Có Robin Rider cho nó nhìn cho nó đẹp đi chứ. Đây rồi. Vâng, chúng ta có Snake Eye Bellstar các bạn. Snake Eye Bellstar. Cái này sẽ giúp cho cái feel của Snake Eye sẽ có là một body luôn. Body level 8. Còn con Insect 6. Bây giờ là mình có 2 Super, 1 Seeded. Rare thì cũng khá nhiều. Đây là Rare. Chưa có Ultra. Chưa có Ultra ha. Chưa có Ultra, chưa thấy Ulti đâu. Goblin Rider. Chúng ta có một con clan. Ê đây Circular nè. Mấy bạn nào mà bị mất Circular. Đây. Circular của các bạn đây. Ok. Quick Play Spell hình như của Gem nè. Của con này luôn. À không, đây là Quick Play Spell hình như là của Memento. Đúng rồi, Memento. Quick Play Spell là mạnh không? Giá như Memento cũng mạnh. Một Synchro 2.800. Chúng ta có Minerva. Ok, Ultra đầu tiên đã ra Minerva.
Hy vọng là lúc này là tụi Life One sẽ mạnh hen. Để chơi gì phải nồi các bạn hiểu không? Vâng, đồng lửa. Lưng ba của này. Quick Fly. À, đây là của Silent Shot mình các bạn. Trap của D-Bow. À, trap của con này luôn này đó. Và hai món 2005 không sao. Một Ultra, nhưng mà thật ra Ultra này con này mạnh. Những con này cũng đang khá mạnh. Tiềm năng của cái hộp này cũng có nhất. Tại vì cái con Ultra chưa ra, cái con mà gì Illusion level 7 nhưng có thể chết battle á các bạn. Gì quen ớ? Gì đây? Super đây. Và à, đây con retrain của cũ nè. Dạo này Konami rất là thích retrain mấy con cũ các bạn. Mà dù Akitai của tôi là Akitai mới, không phải là của những con siêu cũ. Cho nên là đây, lại Circular Quick Play Spell của rồng lửa. Và hy vọng là trong tương lai bên TCG nếu như có hộp này thì những con này không là seeded nha. Nhá. Những con này đừng là seeded. Max Malone, con này mạnh ở trong deck Sarcophagus. Ôi lại Circular. Fusion. Đây cái cân tay bell của Voice Boy mới. Tại sao nó sinh ra? Tại sao nó biết lấy tờ Banish về? Tại sao nó biết đưa tội trong tên ông? Why? Và đây, level 1 của nó đây. Tại sao cái Akita Vito lại trở nên mạnh như vậy? Memento và hết hồn. Tiếp tục. Tính ra là mình bóc OCG riết xong mình chuyển sang TCG không biết bóc sao. À đây, à, chúng ta có Snow nhưng dạng Light Swan. Con này cực kỳ mạnh. Nên giúp cho chúng ta có thể roll wolf nhưng mà không sợ gì hết. Nhưng mà không roll con này cũng sợ. Đồng lửa và nhiều khi á, các bạn lật ra từ dưới lên các bạn thấy spell kia nhưng spell có sức công thủ. Các bạn không có lấy gì đây. Một lần nữa em xin ghia ha. Rai này nè, đồng sáo nè, rồi cái cáp nè. Và vâng, Mirror Force của Illusion sắp có hết mọi thứ rồi các bạn. Cho nên là các bạn bóc ra được cái con Ultra mà Special Summon Sun, một Illusion Monster từ deck lên tay. Tự nhiên nó mạnh ha. Đây, cái bell mà mới của Sinful Spoy. Xé nó xuống xong đứa nào bắn nó thì tao sắp 2 kẹt. Còn không thì thằng nào có Sinful Spoy nó bị bắn. Mình tìm bell và trap của D-Bell luôn. D-Bell có rất nhiều thứ mà hy vọng nó cho cái gì thêm cho mấy con lên một lửa tuner đi. Mình cho lên một lửa tuner công 500 thủ 200 càng tốt phải không? Max Malone. Rồi lại Circular này. Vâng, Silent Magician Zero. Em sẽ đọc cho trong túi của anh. Và Bell. Đây hình như là cái bell mới của mà cái bell không có tên là ta gì vậy? Gọi là D-Link. Và chúng ta đã có được 3 super, 4 super, 1 Ultra, 1 Seeded. Chúng ta còn 2 Ultra nữa, 1 Ulti nữa, là 3 cơ hội để chúng ta có cô A. Là 2 cô lận. Hy vọng là cô đừng là thằng nhé. Đó là ôi
răng 10. Chừng nào răng 10 mạnh thì con này mạnh. Support Elite. Support Elite. Support Elite, support Earth Machine. Mà cho đến khi ai đó sổn con lock Earth Machine này ra ha. Chừng nào các bạn có thể chơi những cái combo Earth Machine, các bạn con này rất là cũng khá là tốt. Một cái này gây Ice Wall này, như chắp Ice Wall. Và ở đây cái Fuel Spell của Dragon. Chúng ta còn một phút nữa. Video này sẽ hy vọng là các bạn nhớ ủng hộ một like, một subscribe để chúng ta mặt mà xem nhiều vô. Xem tới, xem lui, xem lại hình ảnh con này nè đó. Ví dụ như hình ảnh con Liên 4 này đó. À, mình show cho các bạn xem. Đó. Để chúng ta làm gì, chúng ta vượt 2.000 like, 2.000 được xem để mình vượt cái con C2 của nó. Đây, con mới. Ngày xưa con này là lật lên là bắn á, nó một chế là bắn á. Bây giờ con này sành một phim là không công cũng không mà là bắn đó. Cháp của Ancient Gear. Cắm xét nhưng cho cháp. Ok, hay. Cháp nữa của Devil Star và một Synchro. Công 26 của 2.000. Đây, con rồng 7 Tuner. Tại sao tụi rồng lửa Tuner này lại không lắp lửa mà lắp rồng? Các bạn tự hiểu ha. Mamalon lần thứ N, rồng 4, đây Tuner nè. Tại sao Tuner? Vâng, rồng 3 Super của chúng ta ở đây. Và Memento Fusion, con này rất là ổn nha. Bắn 1, sạch 2 Memento. Bắn cả nó thì có thể bắn cả nó. Và nếu nó bị bắn, level 6 dưới Memento dưới 1. Cộng trừ nhân chia mạnh, biết mình khùng. Chỉ có điều đó lên meta nữa. Sun Assortment Zero. Bell của Big Play của Centurion và... Ok. Một cô đào hát. Nãy giờ chưa thấy ông ra gì. Màu xanh nhưng không phải xanh linh mà xanh tím rồi, bắt đầu nó lạ lạ lắm rồi. Nó pin biker này, illusion này, các bạn để ý là thường illusion sẽ con mắt gian tà ở đây đó. Đây. Chứ illusion là con mắt gian tà mà thường illusion nó không chết mắt tổ, sao con này chết mắt tổ ta? Sao con DBZ nó chết mắt tổ vậy? Conti spell, đây Conti spell mới quay trên kia ám à. Cảm nó sẽ được sợ một action game bao chát mới. Rồi. Nó có Yubel, Linh 3, Sun Assortment, Phil. À đây cái Phil gì mà 557 gì đó nè. Không phải. Phil này là... Và... Quick Play của Salus. Zero. Như roi cho phép các bạn roi tới 6 cạp rồi. Chưa thấy Ultra nha, chưa thấy Ulti nha. Vâng. Super đây là của... Mặc dù nó không phải tên của Rito Beat nhưng mà nó có liên quan đến Rito Beat trong bề mặt lore thôi. Và đây, cái bell để set của... Chưa thấy Ultra đâu. À, Ultra đây rồi, hai Ultra đây rồi, Ultra thứ ba của Ulti. Nào của Diabell và... Ulti cuối cùng. Ultra cuối cùng của chúng ta là Go Sarcophagus Online. Đó, và lên một chiếc sân chúng ta đã xong các bạn. Giờ chúng ta còn chờ cái gì nữa, chúng ta mở vào công ty của chúng ta là cái gì đó, đúng không? Hết hy vọng. Coi tới đây tụt pin không? Đang hai mà chỉ tụt pin. Con này là rare nè. Con này là rare, một phẩm mới được con nguyên hai.
đâu rồi nè. Dạo này cô Năm hay ra mấy cái kitab Yuri đúng không các bạn? Hộp này hai cái. Còn 7 nữa. Chúng ta còn 2 bát với 1 bát đen nữa là xong. Đây, rồng của này không biết mình ra được mấy cái rồi nhỉ. Đây, 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 cạt siêu mạnh. Đây, làm khoáng cực kỳ mạnh luôn. Còn công thức có trên mạng thôi, các bạn có thể lên tìm mà tại sao mình có thể chơi được cái này ha. Và Memento Fusion. Chúng ta còn 2 bát nữa. Một ulti chưa thấy nha. Chưa thấy ulti nha. Tôi không có kỳ vọng gì ở ulti này lắm nha. Nice. Chúng ta ra con rồng. Ok. Ok ok, chúng ta ra con rồng. Rồng ulti. Và đó là hết. Bát cuối cùng. Vâng. Nó vẫn còn một cái bát cuối. Tôi không hy vọng gì nhiều lắm. Nó hệ lửa các bạn ạ. À. Nó hệ lửa. Nó mà hệ lửa thì chỉ có nó thôi. Vâng. Stay ready to start. Rồi. Và đó là kết quả cái hộp hôm nay. Không có DPLG, không có Sword Illusion, không có Partition gì hết. Chúng ta chỉ có tổng hợp của tất cả những thứ tuyệt hảo nhất mà chúng ta chơi cái Archetype Go Sarcophagus Offline. Vâng. Đây là Foil. Cái hộp này chúng ta vẫn có hai con. Mình đánh giá nào sẽ mạnh ở dạng Rare và Normal. Và đó là video của phối hợp của Legacy Community với cái hộp Legacy of Destruction. Đúng là Destruction thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Một like, subscribe cho kênh và 2.000 view. Mục tiêu cho nó là 2.000 view cho nó phải đánh bại được cái video của Thảo. Nếu không, tôi sẽ lo một vụ tàu C3 của tôi đang nói chuyện. Ok chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Gặp lại trong video sau.